Chào mừng các bạn đến với PNK Doctor. Các bạn thân mến, tuần vừa qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các mẹ bầu gửi đến, trong đó có câu hỏi về việc xin cắt số chậm và tiếp da sau sinh cho bé. Bạn Minh Phương có hỏi: em thấy tại tất cả các nước và các bệnh viện dịch vụ lớn đều áp dụng hết phương pháp cắt số chậm và tiếp da sau sinh mà tại Việt Nam chưa được áp dụng rộng rãi. Em muốn áp dụng trong lần sinh con này. Vậy hai phương pháp này có những lợi ích gì đặc biệt? Em mong được tư vấn thêm. Về việc chậm cắt dây rốn sau sinh, phải nói rằng lợi đủ đường. Từ trước đến nay, việc kẹp và cắt rốn sau sinh là một việc luôn được các bác sĩ, nữ hộ sinh thực hiện ngay khi em bé vừa lọt lòng mẹ. Và hành động cắt dây rốn được xem như một nghi thức kết thúc quá trình chuyển dạ và sinh con của sản phụ. Đây là nghi thức loại bỏ sợi dây liên kết giữa mẹ và cơ thể bé. Bé sẽ là một cơ thể độc lập, riêng biệt với mẹ từ giây phút ấy. Tuy nhiên, dường như quan niệm này đang dần bị thay đổi khi mà các nhà khoa học đang đưa ra rất nhiều lợi ích từ việc chậm cắt dây rốn cho trẻ. Việc chậm cắt dây rốn cho trẻ sơ sinh mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt với trẻ sinh non. Nếu được cắt dây rốn chậm khoảng vài phút, có thể giảm nguy cơ chảy máu não và tổn thương ruột do được truyền thêm máu qua nhau thai, có thêm sắt trong máu nên giảm nhu cầu truyền máu. Đối với trẻ sinh đủ tháng bình thường, việc cắt dây rốn chậm cũng mang lại nhiều lợi ích. Bé sẽ có quá trình chuyển đổi thuận lợi hơn và hệ hô hấp cũng hoàn thiện hơn, bình ổn hơn trong suốt những năm đầu đời của bé. Những dưỡng chất tốt vẫn được dẫn truyền trong khoảng 2 đến 5 phút sau khi sinh nhằm dự trữ cho bé. Vì yêu thích hai phương pháp này mà tôi làm chủ đề này. Tôi rất buồn khi nghe nhiều mẹ sẻ chia: em đã xin bác sĩ hỗ trợ sinh giúp em nhưng bác sĩ không đồng ý vì chắc có lẽ bác sĩ quá bận rộn mà sinh ở các bệnh viện lớn như Vinmec hay Hồng Ngọc thì chi phí dịch vụ quá lớn. Tuy nhiên, với những em bé được cắt dây rốn ngay sau sinh như cách trước đây cũng sẽ không bị thiệt hại quá nhiều vì lượng máu từ bánh nhau của mẹ chuyển sang người em bé trong giai đoạn cuối thai kỳ đã đảm bảo mức độ đủ. Theo phương pháp mới này, sau khi em bé chào đời nên để chậm cắt dây rốn từ 2 đến 5 phút. Phương pháp này có thể áp dụng đối với tất cả các trường hợp từ sinh thường tới sinh mổ. Cùng với phương pháp chậm cắt dây rốn, một phương pháp mới nữa cũng đang được các chuyên gia sản khoa khuyến khích là các sản phụ hãy thực hiện da tiếp da sau sinh. Phương pháp da tiếp da sau sinh giúp kích thích cả năm giác quan qua sự tiếp xúc trực tiếp một diện tích da đủ lớn giữa mẹ và bé. Cách làm này sẽ giúp kích thích mạnh mẽ các phản xạ sinh tồn của bé, trong đó phản xạ tìm vú mẹ và mút vú được phát huy tối đa ở bé, giúp bé được ngậm bú tự nhiên, hiệu quả nhất, đồng thời gia tăng khả năng sinh tồn và thích ứng một cách lâu dài. Sống trong tử cung của người mẹ là một môi trường chặt chẽ, ấm áp. Khi ra ngoài, bé có cảm giác chơi vơi và cần tìm mẹ ngay lập tức để được bình an. Vì thế, bạn hãy giúp bé làm điều này. Tình mẫu tử thiêng liêng trong giai đoạn sớm là vô cùng ý nghĩa. Không chỉ có lợi với trẻ sơ sinh, da tiếp da còn mang lại nhiều lợi ích cho cả sản phụ. Ở người mẹ, việc kích thích này giúp tạo nên hormone oxytocin là hormone tiết sữa và co thắt tử cung ngay sau sinh, giảm thiểu băng huyết và nhiễm trùng tử cung ở một cách tự nhiên và nhanh chóng nhất. Về cách thực hiện da tiếp da sau sinh, phương pháp này nên được thực hiện ngay những phút đầu bé chào đời. Với sự hỗ trợ của các bác sĩ và các y tá, em bé sẽ được đặt nhẹ nhàng lên ngực mẹ. Các mẹ sẽ không phải lo sợ ảnh hưởng đến việc hô hấp của bé. Ngược lại, da tiếp da còn kích thích hệ hô hấp, các phản xạ tự nhiên và tạo sự gần gũi giữa mẹ và con. Nếu sinh con ở các bệnh viện tuyến dưới, sản phụ hãy nên trao đổi ý kiến với bác sĩ trước khi quyết định có thực hiện phương pháp chậm cắt rốn và da tiếp da này không, nhằm nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tốt nhất từ phía bác sĩ, nhân viên y tế. Còn tại các bệnh viện dịch vụ chất lượng cao tại Việt Nam, các bác sĩ đều áp dụng phương pháp này cho mẹ nếu mẹ muốn. Với những thông tin trên, mong rằng các bạn sẽ ứng dụng triệt để mẹ và bé nhận được hết những tác dụng và lợi ích quý giá từ hai phương pháp này. Cảm ơn những chia sẻ và đóng góp rất nhiệt tình của các mẹ. Chúc các mẹ có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc con yêu của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào!